Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 2 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài Em Làm Được Những Gì. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 34. Trong bài học này chủ yếu ôn tập lại các kiến thức mà chúng ta đã được học. Bài tập số 1. Quan sát hình ảnh rồi trả lời câu hỏi. Câu A. Trên tờ lịch ghi thứ mấy, ngày bao nhiêu? Bây giờ các em hãy cùng cô quan sát tờ lịch rồi trả lời câu hỏi. Trên tờ lịch ghi thứ tư, ngày 20. Tiếp theo, câu B. Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc mấy giờ? Các em hãy quan sát tranh và trả lời cho cô câu hỏi có trong câu B. À, câu trả lời là Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc 8 giờ. Bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Đo độ dài. Câu A. Cánh tay của em dài bao nhiêu cm và khoảng bao nhiêu dm? Trong câu A này, các em sẽ đo độ dài cánh tay của mình với đơn vị đo là cm, rồi sau đó đổi sang đơn vị đo là dm. Các em à, mỗi người của chúng ta sẽ có độ dài cánh tay khác nhau. Các em có thể dùng thước có vạch chia cm để đo độ dài cánh tay của mình. Cô ví dụ, cô đo được độ dài cánh tay của cô là dài 58cm, mà 10cm thì sẽ bằng 1dm. Như vậy, 58cm là khoảng 6dm. Đây là số đo của cô. Khi các em đo số đo của mình thì sẽ khác với số đo của cô nhé. Và đây chỉ là bài làm mẫu để các em tham khảo. Tiếp theo câu B. Bàn chân của em dài bao nhiêu cm, khoảng bao nhiêu dm? Cô ví dụ, cô đo được độ dài bàn chân của cô là dài 19cm, gần bằng 20cm, mà cô biết được 20cm là sẽ bằng 2dm. Như vậy, 19cm cô sẽ làm tròn lên là khoảng 2dm. Dựa vào các hình ảnh mà cô đã ví dụ, các em có thể đo được độ dài cánh tay và độ dài bàn chân của mình rồi phải không nào? Bây giờ các em hãy thực hành đo và điền kết quả đo được vào đây. Rồi sau đó các em hãy ước lượng độ dài cánh tay và độ dài bàn chân là khoảng bao nhiêu dm rồi điền kết quả vào đây. Rồi các em hãy bấm dừng video lại và bắt đầu thực hành cho cô nào. Khi nào các em thực hành xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã làm bài rồi đúng không nào? À, rất tốt. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Tìm nhà cho sóc. Trong bài gợi ý rằng nhà của sóc có đặc điểm cửa ra vào hình chữ nhật, không có dạng khối lập phương. Như vậy, nhà của sóc là nhà thứ mấy tính từ trái sang phải? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát và phân tích từng ngôi nhà. Ngôi nhà này có cửa ra vào là hình vuông, vì vậy đây không phải là nhà của sóc. Ngôi nhà này có cửa ra vào là hình chữ nhật và có dạng là hình khối chữ nhật, không phải là hình khối lập phương. Như vậy, ngôi nhà này thỏa được điều kiện của đề bài đưa ra, đó là có cửa ra vào hình chữ nhật, không có dạng khối lập phương. Tiếp theo, ngôi nhà này có cửa ra vào là hình chữ nhật, nhưng có dạng là hình khối lập phương, do đó không thỏa được yêu cầu của đề bài. Tiếp theo, ngôi nhà này có cửa ra vào là hình tam giác, cũng không thỏa được yêu cầu của đề bài. Như vậy, nhà của sóc là nhà thứ hai, tính từ trái sang phải. Bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Quan sát chúng ta sẽ thấy ở đây có một tia số. Trên tia số có các số 44, 45,
thì ở đây sẽ là số mấy các em? À, ở đây sẽ là số liền sau của số 45, đó là số 46. Tiếp theo là số 47. Thì ở đây sẽ là số 48, rồi đến 49. Ở đây là số 50, thì ở đây sẽ là số 51, 52, 53, 54, 55, 56. Bài tập tiếp theo là bài tập số 5, tính. Trong bài tập này, em nào tính nhẩm được thì cứ tính nhẩm. Còn nếu không tính nhẩm được thì các em hãy chuẩn bị cho mình một tờ giấy nháp. Các em có thể đặt tính rồi tính ở ngoài giấy nháp trước, rồi sau đó ghi kết quả tính được vào trong bài. 73 cộng 5 bằng 78. 36 cộng 23 bằng 59. 45 trừ 22 bằng 23. 89 trừ 6 bằng 83. 70 cộng 20 trừ 40. Cô lấy 70 cộng 20 trước bằng 90. Rồi cô lấy 90 trừ cho 40 bằng 50. Như vậy, 70 cộng 20 trừ 40 bằng 50. Tiếp theo, 96 trừ 36 cộng 20. Cô lấy 96 trừ 36 trước bằng 60. Rồi cô lấy 60 cộng cho 20 bằng 80. Như vậy, 96 trừ 36 cộng 20 bằng 80. Bài tập tiếp theo là bài tập số 6. Dưới đây là các thùng đựng sách quyên góp của các lớp 2A, 2B, 2C, 2D. Tìm thùng đựng số sách quyên góp của mỗi lớp. Biết rằng, số sách của lớp 2A là số liền sau của số 39. Như vậy, số liền sau của số 39 là số 40. Và chúng ta sẽ thấy thùng màu xanh lá ghi 40 quyển. Như vậy, thùng màu xanh lá là số sách của lớp 2A. Tiếp theo, trong bài nói, số sách của lớp 2B là số liền trước của số 39. Số liền trước của số 39 là số 38. Quan sát chúng ta sẽ thấy thùng màu cam ghi 38 quyển. Như vậy, thùng màu cam là số sách của lớp 2B. Tiếp theo, đề bài nói số sách của lớp 2C là số khi đọc có tiếng mốt. Và quan sát chúng ta sẽ thấy thùng màu đỏ ghi 51 quyển. Số 51 là số khi đọc có tiếng mốt. Như vậy cô nói thùng màu đỏ là số sách của lớp 2C. Như vậy chúng ta đã tìm được số sách của lớp 2A là thùng màu xanh lá. Số sách của lớp 2B là thùng màu cam. Số sách của lớp 2C là thùng màu đỏ. Thì thùng còn lại là thùng màu xanh biển, là thùng đựng số sách của lớp 2D. Bài tập tiếp theo là bài tập số 7. Trong bài tập số 7 nói rằng bà ngoại nuôi 37 con gà, trong đó có 6 con gà trống, còn lại là gà mái. Hỏi bà ngoại nuôi bao nhiêu con gà mái? Để biết bà ngoại nuôi bao nhiêu con gà mái, cô sẽ lấy tổng số gà mái và gà trống là 37 con, trừ đi cho số con gà trống là 6 con. Và ở đây cô sẽ viết phép trừ để tìm số con gà mái. Đó là 37 trừ 6. Và cô tính nhẩm được 37 trừ 6 bằng 31. Cô đọc câu trả lời là bà ngoại nuôi 31 con gà mái. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 2 trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!